Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 với chủ đề Đà Lạt thành phố bốn mùa hoa, tại thành phố Đà Lạt, thành phố Festival Hoa Việt Nam. Đã từ lâu, hoa và người Đà Lạt đã mang đến những cảm xúc nồng nàn cho hàng triệu người yêu mến vùng đất này. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 là sự nối tiếp, khẳng định và tôn vinh người trồng hoa, tiếp tục quảng bá những giá trị về hoa, về các mặt hàng nông sản nổi tiếng và đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng